Hello. Good Được rồi. evening. Evening. Are you today? Em fine, Good. Okay. Are you busy today? Are you busy today? Do you have a lot of homework today? No. Okay. Be energy today. Okay. Okay. Hôm nay con quên nữa à? Con quên không? Không, máy tính con bị hư. Okay. Rồi con đang dùng điện thoại hay máy tính đó? Con đang dùng điện thoại. Dùng điện thoại hả? Rồi. Điện thoại sẽ hơi bất tiện một xíu. Máy tính bị làm sao mà hư vậy con? Màn hình nó giống như mở lên không được. Nó không hiện màn hình. Rồi, thì có thể mình phải đi sửa máy tính thôi. Rồi, giờ con đang dùng điện thoại của ba hay mẹ con? Con đang dùng điện thoại của con. Wow, you have your phone. Really? Yes. Wow, so good. Your parents treat you well. Thôi, cô bằng tuổi con làm gì có điện thoại đâu. Giờ con mới có lớp 3 mà đã có điện thoại rồi. Xịn quá ha. Ok, cô tưởng là hôm nay con quên vì con thấy mãi mà con không vào. Rồi, ok. Hôm nay thì mình sẽ trước khi học thì con muốn hỏi là tối thứ năm con có học không hay là mình đổi buổi nè? Con đổi buổi thứ bảy. Rồi, thứ bảy con muốn học mấy giờ? Học chiều hay học 6 tối? giờ. Rồi, 6 giờ chiều đúng không? Lúc đó ăn cơm chưa? Lúc đó đã ăn cơm chưa? Lúc đó chưa có cơm mẹ. Ok, chưa có cơm. Nhà con bình thường mấy giờ ăn cơm? Không bạn biết có ngày làm sớm, có ngày làm trễ. Ok. Thế hôm nay ba mẹ con bán đúng không? Ba mẹ con bán món gì? Bán cái gì? Bán bún. Bán bún, bún gì? Bún bò, bún mọc. Bún bò, bún mọc. Cái món đấy của người miền Bắc mà. Đúng không? Rồi, bún bò, bún mọc. Nhà con ở đâu? Nhà con ở quận mấy? Don't remember your house. If you get lost, how can you go back to your house? Quận Tân Bình. Tân Bình. Okay, very near me. I live in Phú Nhuận. Có biết quận Phú Nhuận không? Rất là gần quận Tân Bình luôn, ngay gần đó luôn. Rồi. Không biết. Không biết, rồi. So, now I will have. Okay. Hôm nay thì mình làm listening đúng không? Nhưng mà cô sợ là con dùng cái điện thoại nó hơi nhỏ, màn hình nó hơi nhỏ, con sẽ hơi khó nhìn. Được chưa? Đây là nếu như mà mình thử, mình làm được thì mình sẽ làm, còn không thì mình sẽ skip cái phần listening này đi. Ngày buổi thứ bảy mình làm listening, khi mà mình sửa máy tính rồi thì mình sẽ làm listening, được chưa? Con để mình xem thử. Rồi. Now, let's warm up. Do you want to listen to the music? Yes. Do you want to move? Do you want to move? Yes. Okay. Now, you will listen and move and sing along. But yeah, I can move my body like anything. Yeah. Khi mà mình nghe, tôi có thể di chuyển cơ thể của tôi giống như bất kỳ thứ gì. Khi nào mà mình nghe được cái hành động nào á, được chưa? Cô sẽ đọc cái hành động đó lên thì con sẽ repeat lại cái hành động đó. Ví dụ như là climb,
thì mình sẽ đọc là climb, vừa hành động và vừa vừa đọc lên, được chưa? Ok, now stand up. Stand up. Ok. Turn, move up your volume to the highest. Jack Cartman. Jack Cartman. Is it you? I can shake it like a salt shaker, shake, shake. I can shake it like a salt shaker, shake, shake. I can roll it like a roller coaster, roll, roll. I can roll it like a roller coaster, roll, roll. I can pop it like some popcorn, pop, pop. I can pop it like some popcorn, pop, pop. I can wave it like the ocean, wave, wave. Wave, wave it like the ocean, wave, wave. Like a monkey in a tree, sway and swing. Like a monkey in a tree, sway and swing. I can move my body like anything. I can move my body like anything. I can flip it like a pancake, flip, flip. I can flip it like a pancake, flip, flip. I can bounce it like a basketball, bounce, bounce. I can bounce it like a basketball, bounce, bounce. I can twirl it like a dancer, twirl, twirl. I can twirl it like a dancer, twirl, twirl. I can clean it like a vacuum cleaner, clean, clean. I can clean it like a vacuum cleaner, clean, clean. Like a monkey in a tree, sway and swing. Like a monkey in a tree, sway and swing. I can move my body like anything. Spread it like some peanut butter, spread, spread. I can spread it like some peanut butter, spread, spread. I can bloom it like a flower, bloom, bloom. I can bloom it like a flower, bloom, bloom. I can jiggle like some jello, jiggle, jiggle. Jiggle. I can jiggle like some jello, jiggle, jiggle. I can sparkle like a star, sparkle, sparkle. I can sparkle like a star, sparkle. Like a monkey in a tree, sway and swing. Like a monkey in a tree, sway and swing. I can move my body like anything. I can move my body like anything. Yeah. Move your body like anything. Do you understand? Let's be friends. Do you understand the song? Yes. Yes, do you like it? Do you like the song? Yes. Yes, okay. Mình có rất là nhiều hành động ở trong đó đúng không? Shake, shake, right. Bounce, bounce, wave, wave. Rất là nhiều hành động, okay. Mình warm up a little bit như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ vào bài của mình được chưa? Right. Okay, Trang. Okay, we will do. Okay, cô nghĩ là mình sẽ làm speaking trước nha. Là speaking đi, hôm nay mình sẽ luyện speaking. Còn buổi tiếp theo mình sẽ luyện listening. Bởi vì hôm nay con dùng điện thoại, cái màn hình của con rất là nhỏ. Và con cũng khó mà sử dụng được cái annotate để mình vẽ lên màn hình á. Đó, nên là mình sẽ dùng cái này. Right. Okay, speaking test. Cô, trước khi mà mình vào phần speaking á, thì cô giới thiệu cho con một xíu về phần speaking test. Yes. Okay, what are you drawing? Right, trước khi mà mình vào phần speaking, thì cô muốn giới thiệu cho con một xíu về cái bài thi speaking trong Stutter, được chưa? Phần thi speaking trong starter đó đòi hỏi con. Phần thứ nhất là con sẽ giới thiệu bản thân mình và trả lời những câu hỏi mà cô đặt ra. Được chưa? Ok, now, let's start. Hello. Khi mà bước vào một phòng thi á, thì người giám khảo sẽ giới thiệu tên của họ. Ví dụ cô là giám khảo thì cô sẽ giới thiệu. Hello, I'm Chloe. Today I will interview you. Được chưa? Cô tên là Chloe và cô sẽ phỏng vấn con ngày hôm nay. Ok. Can you tell me what's your name? Yeah.
What's your name, please? My name is Vong Jang. Excellent. Hello, Vong Jang. How old are you? I'm 8 years old. Okay. Rồi, bây giờ khi mà mình nói á, thì giám khảo sẽ rất là chú trọng về ngữ pháp và phát âm của mình, đúng không? Thì con phải trả lời 8 là số nhiều. Thì cái years của con á, nó phải là years old, được chưa? Mình đọc liền hai cái chữ đó lại, mình đọc là years old. Rồi, lại cho cô, years old. Yeah. Rồi, ok, I'm 8 years old. I'm 8 years old. Very good. Okay, can you tell me where are you from? Where are you from? Do you know this question? If you hear this question, okay, don't move your screen. Sao vậy? Thì con cứ lật lên xong con lật xuống vậy. Nó bị nhảy đúng không? Con nên để ngay như này thì nó dễ nhìn hơn nha. Mình đừng có di chuyển nhiều, nó sẽ bị loạn á. Rồi, câu hỏi where are you from? Có nghĩa là con đến từ đâu? Thì mình trả lời là I'm from. Con đến từ đâu nè? Việt Nam. Yeah, I'm from Vietnam or I'm from Ho Chi Minh City. It's okay, được chưa? I'm from Vietnam. Next one. Okay, now you will look at the picture and describe it. Đó là phần chào hỏi ban đầu. Đó, mình sẽ có những câu hỏi cơ bản về bản thân con. Xong đến phần part 2, phần thứ 2 của phần nói là con sẽ nhìn vào một bức tranh và con miêu tả nó, được chưa? Thì trước khi mà mình biết cách miêu tả, để mà biết cách miêu tả thì bây giờ mình sẽ làm gì? Mình sẽ trả lời cho cô những cái câu hỏi sau đây. So, okay, can you see the picture? Can you see the picture? Con có thấy, con nhìn thấy bức ảnh không? No. No, it's too small. Nó nhỏ quá, con không nhìn thấy gì à? Yes. Oh my gosh. Tại bức này con nhìn thấy không? Chờ cô xíu nha. Yes. Thấy không? Rồi, yes. con thấy bức này nè. Cái bức này thấy không? Yes. Rồi, ok. Bây giờ con sẽ hỏi con nha. Thì trong bài thi á, thì thầy sẽ đưa cho con, thầy hoặc cô sẽ đưa cho con một cái bức ảnh và người ta sẽ đặt những câu hỏi xung quanh đó. Được chưa? Ok, now. Can you where look at the picture and where is the clock? Clock. Mình sẽ trả lời. Where is the clock? On the wall. Được chưa? Con trả lời này. Câu hỏi là where is the clock? Được chưa? Thì mình phải trả lời đầy đủ câu hỏi. Là câu trả lời là mình phải trả lời này. The clock is on the wall. Hoặc con có thể trả lời là it is on the wall. On the wall là gì biết không? No, on the wall là trên tường nha. Rồi đọc lại cho cô. Where is the clock? The clock is on the wall. Rồi, very good. The clock is on the wall. So, what is the woman eating? What is the woman eating?
The woman, what is the woman eating? Eating. The woman is eating. Con trả lời cho cô nè. The woman is eating gì đó. Eating gì nè. Con zoom màn hình lên được không? Được, được. Con zoom lên xem thử người phụ nữ đang ăn cái gì nè. Cookie. A cookie, not a cookie, it's a cake. The woman is eating a cake. Được chưa? Cái cupcake á. Okay, cookie nó là bánh quy, còn đây là bánh ngọt á, bánh mà như bánh sinh nhật mình hay ăn á, mình gọi đây là cake ha. Rồi. What is the girl doing? The girl. The girl. Is. Is. Do you remember? Vẽ là gì? Vẽ là drawing, được chưa? Đọc lại cho cô. Drawing. Drawing. Ok, drawing. Drawing. Right, ok. So can you tell me where is the robot? The robot. The robot on the table. The... Very good. The ball robot is on the table. So where is the pineapple? On the cupboard. Yeah, cupboard. The cupboard. Right, cupboard là cái kệ đó. Rồi bây giờ nha, cô sẽ nói một số cái lỗi sai nhỏ nhỏ của con. Những cái câu mà con biết mà trả lời á, thì khi con sẽ trả lời như nào? The pineapple is, được chưa? Is. Và sau đó mình cộng với một giới từ, được chưa? Tất cả các câu con này thấy con có chữ is nè, được chưa? Bởi vì là số ít nên mình dùng is. Số nhiều mình dùng are. Rồi bây giờ trả lời lại cho cô. Bây giờ cô sẽ hỏi lại những câu này và con nhìn vào con trả lời lại cho cô cho chính xác nha. Right. Where is the clock? The clock is on. In on the. Con zoom lại nha dễ nhìn. On the wall. On the clock. Right. Okay. One more time. Where is the clock? The clock is on. Cake. Khó nhìn quá hả? Chờ. Từ 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 từ, cô chưa hỏi. Oh my gosh. Rồi bây giờ mình sẽ nói lại một lần nữa ha. Where is the clock? The clock is on the wall. The clock. Rồi đọc lại cho cô nè. Clock. The clock. Cô mở to miệng ra. Clock. Đúng rồi. Clock. Đúng rồi. Âm K ở cuối cùng nữa. Đọc lại cho cô. Clock. Clock. Đúng rồi. Chính xác. Đọc lại. The clock is on the wall. The clock is on the wall.
Wow, đúng rồi. What is the woman eating? The woman eating a cake. Okay, đọc lại cho cô. Cake. Cake. Đúng rồi, cake. Cake. Đúng rồi. Where is the robot? The robot is on the table. Excellent. Under the table. It's on the under là nè. Where is the pineapple? Where is the pineapple? The pineapple is on the cupboard. Cupboard. Đọc lại cho cô. Cupboard. Cupboard. What is the girl doing? The girl, drawing. Drawing. Nói to lên nào, con mở to miệng ra nào. Mình nhấn cái âm drawing. O. Mình âm O á, là mình phải tròn môi vào đó, đúng rồi, tròn môi là o o o đúng không? Con gái o o o xem nào. Ờ, 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 ờ. Đúng rồi, bây giờ mình nói draw. Đúng rồi, drawing. Drawing. Very good, đúng không? Mình làm được, very good. Excellent. Để đối với những cái âm mà có âm o con thì con phải tròn miệng ra nha. Rồi. Ok. Bây giờ con sẽ nghe và con sẽ chỉ cho cô nha. Con nghe cô đọc và con sẽ chỉ cho cô xem là mình đặt những cái đồ vật ở đâu. Rồi, con có nhìn thấy màn hình không? Con thấy những cái bức tranh không? Rồi, bây giờ nha. Can you, bây giờ you listen and put them. So, cô nói xong nếu con đặt ở đâu thì con khoanh tròn ở đó nha. Rồi, tạm thời là mình sẽ tắt ra đi. Rồi. I'm putting the box on the table. Putting the box on the table. Where do you put? Con nói ví dụ như ok, từ từ nào. Con biết the box là cái gì không? Yes. So, ví dụ như con làm ví dụ trước nha. Ví dụ như là con muốn nối the box đến cái vị trí đó thì con vẽ cái này vào đây, đúng không? The box, put the box on the table. Rồi, next. Put another box under the clock. Very good, under the clock. So, can you put the guitar? Okay, draw again. Vẽ lại đi con. Rồi, okay, under. Đúng không? So, can you put the shoe in the box on the table? So. Put the shoe in the box on the table. Do you know the shoe? Do you know? Yes, very good. Can you put an aeroplane in the box under the clock? Put the plan in the box under the clock. Rồi, okay. Can you put the guitar on the chair? Yeah.
Can you put the sandwich? Put the sandwich next to the pineapple. And can you put the bird on the window? Yay! Thank you so much. Excellent, Jen. You did very well. Thank you so much. Awesome. Understand good. Draw in good. Đúng không? Rồi, con mỏi mắt hả? 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 Ấy ơi, hả Trang ơi? Con ngứa mắt. Ok. Rồi, ngứa mắt. Mình nên mua một bình thuốc nhỏ mắt về mình xài như cô này. Cô cũng hay ngứa mắt lắm, nên cô hay dùng bình nước nhỏ mắt hoặc là con dùng nước muối để rửa mắt nha. Bởi vì mắt con cận á, thì mắt con khá là yếu nên là con phải dùng. Con ngứa mắt là lý do vì sao? Bởi vì mắt con khô á. Mắt không? Vậy nhờ cô hỏi nghỉ ngơi được không? Con nghỉ 5 phút nha. Con nghỉ 5 phút. Nghỉ 5 phút đi. Con ra nhìn ngoài trời 5 phút đi rồi vào lại nha. Ra nghỉ 5 phút đi. Ok. Mắt của con nó đang yếu. Các kia cái gì ấy thì nói bài đi tắm bận cho con tăng độ chứ.
Hello. Dạ. Em chị. Hello. Dạ. Cho bé nghỉ một chút tại vì nó đi toilet một chút. Dạ dạ. Đi toilet một chút. Dạ. Tại vì hôm nay cái máy của nó bị cái vi tính nó bị hư á nên con học điện thoại. Để nhờ chị lát nữa chị nhờ cậu nó nối kết nối với tivi tại vì chúng không có rành mấy cái ngày á, rành về điện tử. Để có gì chị nhờ nó tại vì sáng mai nó cũng học cô, một ngày nó học cô, hôm nay nó học vào tới ba cô, ba online đó. Dạ ba lớp. Trưa rồi bây giờ đến lượt em. Ừ, mà nó học xong rồi nó lại phải học làm bài trên máy nữa. Dạ. Đó là nó thời gian nó trên máy nhiều quá cho nên nó mỏi mắt em. Dạ. Ừ. Có gì em thông cảm chiếu nha. Dạ. Tí không thì ít bữa ấy, cái bé cũng học ấy là ít bữa thì Sài Gòn được đi lại nhiều hơn thì chị cho bé đi khám mắt ấy, xong bác sĩ có cho thuốc nhỏ mắt về cũng giảm đỡ khô mắt đó chị. Đỡ khô mắt thì bé sẽ dễ chịu hơn, không bị ngứa mắt như vậy nữa. Em không biết em mình trước có em nên cũng bị mua mà. Mua ngoài được không ta? Không, em không biết, ở em thì người lớn thì dùng được nhiều thứ chứ còn con nít thì em sợ là em không biết nữa chứ còn... Chị cũng sợ và chị không dám cho nó, không dám mua thuốc bậy bạ này kia. Người lớn sợ thì dễ chứ còn con nít thì em không có biết, nhưng em thì em cũng dùng nhiều, em vừa mới mổ mắt xong mà. Ô em mới mổ mắt hả? Đây là vậy dùng là nước thuốc dùng nước nhỏ mắt suốt luôn á, nó khô mắt lắm. À, với lại mắt cũng yếu đi nhiều nên là dùng cứ dùng, bác sĩ bảo là do là mình mắt không có gì cả, chẳng qua là cận là do mình dùng, mình nhìn mãi trong một cái khoảng thời gian lâu xong mình không có giãn cơ mắt, với lại nguyên nhân chính mà dẫn đến bị cận á là do khô mắt, mỏi mắt. Khô mắt rồi nó sẽ dẫn đến mỏi mắt đó, là mỏi mắt lâu là nó sẽ bị cận. À. Ngồi khô mắt hồi trước chị đi khám cho con chị, bác sĩ cũng nói vậy đó, do bây giờ cái thế hệ của tụi nó nếu là cứ ngồi tivi nhiều mà là chị cũng đã hạn chế lắm luôn rồi đó em. Cái như cái điện thoại này thì mới đây thôi mà, nhưng mà là cậu của cháu nó cho đó. Yeah. Cậu của bé nè nó cho, tại vì nó cứ trong cái tư duy của nó là cho để cho con này nó có cái tầm nhìn về cái internet rồi về nói chung là về điện tử nhiều hơn mình á. Dạ. Cho nó có cái nó khổ vậy đấy chứ, nó có điện thoại thì nó
tàn là hại hại mắt chứ có được cái gì đâu. Khổ vậy. Thì cái bác sĩ cũng nói chứ tại vì do thế hệ của nó giờ ngoài tivi ra rồi iPad rồi máy tính rồi này kia đó, cho nên nó không nhìn ra ánh sáng, nó thiếu cái độ sáng của ánh sáng á, của mặt trời á. Bác sĩ cũng giải thích chị như vậy. Nha lên mẹ đúc tiếp. Còn ủa chị, chị có add Zalo ở trong cái nhóm lớp của bà của Trang không? Không, chị thấy bố nó ép mà chị không thấy cho chị ép, chị không biết là do chị cho một người ép hay cho hai người ép nữa. Dạ hai người ép đi, có gì em gọi bé, có gì mà em chắc là ba hay không ở nhà hơn, có gì em gọi chị cho nó dễ. À, nhưng mà thật ra là em gọi cho chồng chị dễ hơn gọi cho chị. Tại biết sao không, chị nói chung chị cũng không còn thường xuyên cầm máy đâu, mà nhiều khi chị hay để tắt tiếng á, giống như là một cái thói quen của chị rồi đó. Nhiều khi chị cũng có mở nhưng mà hồi cái chị lại tắt tiếng, rồi cái chị quên chị không mở lại. Còn anh nói là anh để chế độ tiếng là 24/24 luôn. Anh không có tắt gì hết á, cho nên hãy mà gọi cái là có liền. Cái thì có hôm nào mà kiểu mãi mà trễ mà không thấy Trang vào thì em gọi em hỏi là ước nhỡ có vấn đề trục trặc hay là bé quen thì nhắc bé cho bé nhớ, chứ không bé lại quen. Không, em cứ gọi cho ảnh đi, không sao đâu em. Mà chị cũng muốn tham gia với nhiều khi phụ huynh họp này kia đó, hoặc là có những cái người ta chat với nhau để mình coi mình có chút kinh nghiệm của người ta đó. Mà chị không thấy bạn gì bạn ép chị vô. Chị tưởng là chỉ có một máy thôi. Chị nhờ anh Nghị ép vào cũng được. À vậy hả? Dạ. Tại vì chị cứ nghĩ trong đầu là có một máy thôi, học cũng một máy. Học ai cũng một cũng máy được. Quanh người. Ai vào cũng được mà. À? Ai vào cũng được. Vậy dạ. Vậy cho chị hỏi mấy ngày nay nó học rồi em thấy nó làm sao em? Có đỡ hơn lúc đầu không? Dạ thì bé cũng chưa có tích cực lắm nhưng mà chắc từ từ. Về phần nói thì em thấy bé cũng khá là ổn. Mặc như một số từ vựng thì bé còn yếu ấy. Bé nhìn mặt chữ thì bé nhớ nhưng mà bé nói bé không biết cách nói. À. Bé nhìn mặt chữ bé biết. Nhưng mà lúc bảo bé nói thì bé không nói được. À, đúng rồi đó. Nó chị không biết cách học của trên trường cũng vậy đó. Cô thì cô cũng nói với phụ huynh là cho con về học từ vựng, mà chị cũng muốn cho nó học từ vựng mà nó không chịu học em. Giống như là từ học giống như hồi xưa của mình á, học viết năm từ, lập một từ 5 lần, 10 lần á. Không sao, chị cho chị cứ nếu như trên chương trình ở trên em đang dạy á thì là em cho bé chơi game để cho nhớ. Em mà gửi rất là nhiều game ở trong cái group lớp á, có khi là bé có cái Zalo đó bé tham gia vào là bé chỉ cần tự mở ra chơi là được. Học ví dụ như học về động vật thì sẽ là viết những từ vựng về động vật, nhớ hình nhìn hình xong đó viết lại, chứ không cần phải học giống như hồi xưa mình học đó em. Không cần học như vậy đâu đó. Đây là nhiều, cũng có nhiều cách học bây giờ online mà, không có nhiều cách học, cũng có nhiều cách để học lắm, nó thú vị. Có nhớ không em, học kiểu đó nó nhớ không, học kiểu đó nhớ. Dạ nhớ. Chơi game, chơi đi, chơi lại thì nhớ thôi. Học qua game. Chứ không học thụ động, học ngồi viết mãi như vậy chắc cũng chán. Em hỏi thì con có thích cô gửi nhiều game như vậy không? Bảo con thích. Xong bảo là con không có học. Mọi hôm hỏi thì con không có học nhiều nhưng con làm bài tập nhiều lắm. Đó, xong em hỏi là đó thì cô cho con game, con về con chơi thì con thích hơn hay làm bài tập thích hơn? Bảo con thích chơi game. Và có khi em nếu như em tìm được một số cái link mà kể chuyện á thì em cũng sẽ gửi cho bé những cái link tiếng kể chuyện nghe đơn giản thôi, em gửi cho bé để ở nhà bé cứ mở ra bé nghe, nhìn vừa nghe vừa nhìn hình là cũng cải thiện được vừa từ vựng mà vừa khả năng nghe của bé. Em chị hỏi em nè, ví dụ như bây giờ chị nói anh ta ép cái Zalo vào trong cái nhóm có chị có em đi,
có anh đi thì em gửi đó rồi rồi chị coi được không? Tại dạ được. như mấy cái khổ chuyện mà em nói đó. Dạ được, dạ tại được. Vì nhiều khi buổi tối á, buổi tối giống như là giờ này đi trước khi đi ngủ á, chị mở ra cho tụi nó nghe luôn. Dạ đúng rồi đó, những được. Cái đó nó ngắn lắm, tầm 1 2 phút mở ra nghe đến tầm 5 2 3 lần là để đi ngủ là được. Có vậy để một... chị nói anh add cái Zalo của chị vào luôn đi trong nhóm, nhiều khi em add em gửi cái bài gì chị để ý tối tối chị cho nó nghe trước dạ. khi đi ngủ. Ừ nha. Dạ, ôi chị dạ. trả lại là lớp học cho hai cô cháu nè. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Ok. Are you okay now? Yes. Yes. Do you do exercise for your eyes? Yes. Yes. Okay. I will teach you how to do exercise for your eyes. Vậy cha, bây giờ cô chỉ con một số cách để làm tập thể dục cho mắt nè. Đầu tiên là mình nhắm mắt lại, xong mình xoa mắt nhẹ thôi. Xoa mắt nhẹ như này, được chưa? Đúng rồi. Xong rồi mình bỏ ra. Xong rồi mình liếc qua bên trái. Liếc mắt qua bên trái. Liếc mắt qua bên phải. Liếc mắt qua bên trái. Liếc mắt qua bên phải. Liếc mắt nha, không được đánh đâu. Liếc mắt. Con giữ nguyên cái đầu của con nha, con di chuyển, con nhìn qua bên trái. Được chưa? Nhìn qua bên phải, nhìn qua trái, nhìn qua phải, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn lên, nhìn xuống. Không được di chuyển cái đầu nha. Nhìn lên, nhìn xuống. Rồi bây giờ xoay tròn con mắt này. Làm được không? Dạ được. Ok, khi nào mỏi mắt thì làm như vậy nha. Còn khi nào con khô mắt thì con làm gì? Con phải nhắm mắt lại. Để làm gì? Để cho cái nước mắt của con nó ra. Thì nó khô mắt là do nó thiếu chất nhờn trong mắt á. Đó, con phải nhắm mắt lại. Thì cái mới có nước ở trong con mắt con thì nó mới hết khô mắt được, mới hết ngứa mắt được, hiểu chưa? Ok. Ok, now we do next. What color is the kitchen? What color? What color? What's the most color can you see? Con nhìn thấy cái màu gì nhiều nhất ở trong cái kitchen này? What color is the kitchen? It is. It is what color? Màu gì con? Yellow. Yes. Okay, trả lời nào. It is yellow. It is yellow. Okay, very good. Nhớ cho cô khi mình trả lời thì mình phải trả lời đầy đủ câu đúng không? Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ trả lời cho cô những cái này nha. Are you wearing shoes? Are you wearing shoes? Are you wearing shoes? Con hiểu câu hỏi không? Okay. Rồi, are you wearing shoes? Tức là con có đang mang giày không? Wear là mang, được chưa? Wearing là đang mang, được chưa? Shoes là giày. Bạn có đang mang giày không? Yes or no? No. No, đúng rồi. Khi mình trả lời no thì mình phải trả lời như nào? Thì con thấy chữ are you không? Thì khi trả lời thì mình sẽ trả lời là no, I am not. Lại đây cô nào. No, I'm not. No, I am not. Chính xác. Cô hỏi lại nha. Are you wearing shoes? No, I'm not. Very good. What color are your shoes? What color are the shoes? It's black. Yes. But don't say it's black. They are black. Black. They are black.
Biết sao không? Vì đây là chữ R nè. Được chưa? Thì mình trả lời là they are. Được chưa? Số nhiều á. Giày luôn có hai chiếc thì đó là nhiều. Rồi. Trả lời lại cho cô. What color are the shoes? They are black. Yes, thank you so much. This one. What is it? Is a this one. Đây nè, nhìn đây, đây nè con. Ở đây màn hình nè. What's this? Is it bread? Is it? Yeah, bread là gì nào? Là bánh mì. Chính xác, lại đây cô. Is it bread? Is it bread? Okay, when do you eat bread? When? In the morning, in the afternoon, or in the evening? When? When do you eat bread? Con ăn bánh mì vào khi nào? Ăn xế là buổi chiều đúng không? Con có ăn bánh mì vào buổi sáng không? Con có ăn bánh mì vào buổi sáng không? Rồi, we say I eat bread in the morning. In the morning. Yes, one more time. I eat bread. I eat bread. In the morning. In the morning. Yes, good job. Next picture, what's this? It's a pole. It's a bird. Is it big or small? It's small. Lặp lại cho cô. Small, small. Small. Đúng không? Chữ sờ nữa con. Chữ sờ. Small. No, có chữ sờ nữa. Small. Đừng đọc không chữ mò. Đúng rồi. Small. Được chưa? Right. Small. Chính xác. Okay. Thank you. Được chưa? Đó là phần speaking. Được chưa? Phần speaking đầu tiên người ta sẽ hỏi về những cái thông tin cơ bản. Bây giờ mình còn 5 phút nữa. Được không? Con đã chơi hết cái game của cô gửi con chưa? Con không biết cái game này. Rồi, ok. Game cô gửi cho con ở trên cái Zalo á. Rồi. Bây giờ mình sẽ chơi cái game đó một xíu trước khi mình nghỉ nha. Nếu như chưa thì bây giờ mình sẽ chơi. Con nói mẹ con là mở ra cho con nha. Hoặc là con có thể đăng cái điện thoại con và con hỏi được. Rồi, can you see the screen now? Yes. Okay. A snake. Which picture? Yes, very good. A snake. Next one. Gorilla. Gorilla. Con biết gorilla không? No. Gorilla. A kind of monkey. Gorilla. Con gorilla là con khỉ, một loài khỉ nha. Nó con này nè, nó đứng bằng hai chân á. Yes. Yes. Yes, very good. It's a gorilla. Do you know rhino? Rhino. Con biết rhino không? No. Rhino là con con tê giác. Con tê giác, được chưa?
Rhino là tê giác. Yes. Where? Show me. Very good. Rồi, flamingo. Flamingo là con hồng hạc. Chính xác. Yeah. Penguin. Penguin. Do you know penguin? Có biết penguin không? No. No, penguin là chim cánh cụt. Chim cánh cụt. Chính xác. Next one, monkey. Yes, crocodile. Yes, thank you. And a parrot. A parrot is a kind of bird. Yeah, parrot là con gì? Con chim. Con chim, chính xác, con vẹt nha. Parrot là một loại chim, nó gọi là con vẹt. Excellent. Ok, đọc lại cho cô những từ này nha. Mình sẽ luyện đọc bởi vì mình khi mình đọc á là mình sẽ nhớ được từ vựng. Rồi, đọc lại cho cô. A snake. A snake. A gorilla. A gorilla. 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 A rhino. A rhino. A flamingo. A rhino. Yes, a flamingo. A flamingo. Đọc mở to, mở to miệng ra cho cô nào. Flamingo. Flamingo. Chính xác. A penguin. A penguin. A monkey. Đọc to lên nào. Monkey. A monkey. A crocodile. And a parrot. A parrot. Đi cha, đọc lại cho cô chữ này nào. Rhino. Rhino. Penguin. Penguin. Gorilla. Gorilla. Chính xác, gorilla. Rhino. Rhino. Penguin. 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 Parrot. Parrot. Flamingo. Flamingo. Ok, very good. Rồi, mình còn hai game nữa. Cô có gửi qua Zalo cho mẹ, cho ba con đó nha. Thì có thể ba hoặc là mẹ con sẽ mở cho con xem. Một bài á, là mình luyện viết, được chưa? Mình sẽ luyện sắp xếp những từ đó để viết thành một chữ chính xác. Và một bài là về wild animal. Ok. Đó. Thì là mình về nhà mình sửa, mình luyện những cái bài đó đi. Để mình luyện tập cái gì? Luyện tập cách viết những chữ đó và cách đọc, đúng không? Rồi, cô sẽ gửi thêm cho con một cái video nghe ngắn ngắn thì con có thể xem ở nhà nha. Được không? Yes. Thank you and bye bye. Bye bye cô. Bye bye Trang. See you on Saturday. Thứ bảy nha. 6 giờ. Yes. Okay.